xin chào cả nhà. Dạ, xin chào mà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay hai chị em rất là vui được thay mặt cho cô Mỹ Thúy là tặng cho các em nhỏ cái món xúc xích. Dạ, đây là cô chú thì hai chị em chuẩn bị cái món xúc xích. Như cái này là chả tôm. Như cái này là bò viên. Hôm nay hai chị em chuẩn bị đem ra ngoài trước để chiên rồi tặng cho các em luôn. Chả này mình chiên liền ăn nó mới ngon cô chú. Đây nãy giờ luôn chiên được một mớ rồi nè. Bây giờ thì các em cũng lại lai gai rồi, bây giờ là buổi chiều. Các em đi học gai cô chú, rồi hai chị em gửi tặng. Hôm nay thì mỗi một phần như vậy là gồm một cây xúc xích, một cây chả tôm với một cây bò viên, với thêm một kèm một lon nước ngọt. Dạ, các em nhỏ rất là thích luôn. Dạ, nghe tặng xúc xích với nước ngọt các em rất là thích đó, các em lại ngồi đợi hết rồi cô chú. Hai chị em chiên để gửi tặng cho các em. Chào đi, cho ta lên chào. Dạ, hôm nay thì các em nghe được tặng xúc xích với nước ngọt rất là vui luôn cô chú. Thì con cũng gửi lời cảm ơn đến cô Mỹ Thúy rất là nhiều đã tặng cái món xúc xích với nước ngọt rất là ngon để cho các em ở sớm ăn. Dạ, thì con cũng cảm ơn cô tấm lòng của cô Mỹ Thúy. Con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống luôn nha cô. Giờ hai chị em sẽ bắt đầu thay mặt cô Mỹ Thúy để gửi tặng những phần xúc xích với nước ngọt cho các em nhỏ nha. Dạ, dạ tôi xây hả? Rồi, một phần đầu tiên cô Ken. À, để cho Ken nha. Cô Mỹ Thúy gửi. Giỏi. Để tôi xây luôn thêm 7. Mà biên thổi ha. Dạ. Rồi một phần dạ mà con chú một phần là mỗi thằng. Em đầu la dữ. Rồi gửi cho Biên nha, được không? Mi thấy gửi cho Biên. Rồi Mi cầm giùm cho Biên. Rồi rồi. Xúc xích với bò viên chả tôm này cô chú chiên xong rồi gửi tặng các em liền á, ăn nó nóng nó ngon. À, cái này của Dương này, Dương có để tương ớt không Dương? Để luôn ha, đầy đủ ha. Rồi này của Dương, rồi con Mỹ Thúy gửi cho em nha. Tặng những cái phần xúc xích với nước ngọt cho các em. Hôm nay được cô Mỹ Thúy gửi tặng xúc xích với nước ngọt cho các em nha. Rồi. Chúc các em ăn ngon miệng luôn. Rồi không tương ớt không? Tới đồn nè. Không tương ớt thì để tương xay. Rồi đâu lấy nước ngọt thì được. Rồi được cô Mỹ Thí gửi tặng nha. Cảm ơn. Gửi. Bà để tương ớt không bà Sáu? Để hả? Khỏi ha, để tôi xay thôi ha. Rồi được cô Mỹ Thúy gửi tặng cho Bơ nha. Rồi giờ cẩn thận. Khi được nghe tặng xúc xích nước ngọt các em ở sớm rất là vui luôn chứ. Lại ngồi đợi. Bàn ngồi đợi. Thảo để tôi xay không ha, bắt năm ở ngoài trời cũng đang mỗi lần găm. Dạ. Rồi được cô Mỹ Thúy gửi cho Thảo nha. Vừa tặng. Giỏi. Rồi cầm cẩn thận nha. Giỏi. Lấy màu nào? Thảo ngoan mà. Rồi. Rồi. Dạ cái này có để này không con? Khỏi ha. Dạ. Rồi. Dễ cho bé chụp nha. Cảm ơn chị. Dạ cô cảm ơn luôn. Dạ rồi dạ. Cái này cô Hậu có để cái này không? Để tôi xay thôi ha. Rồi cô Mỹ Thí gửi cho Hậu nha. Giỏi.
này cô nãy của em nào gớt một viên rồi. Món xúc xích với bò viên này các em rất là thích luôn. Của em để đầy đủ ha, không để từng ớt. Đợi, đợi cô miếng thiết ra cho em nha. Giỏi. Của em để nào tiên? Đủ luôn hả? Hai chị em ở đây lót có miếng giấy thấm dầu cho nó thấm dầu bớt. Cô miễn phí gửi cho em nha. Giỏi. Cô em đã đầy đủ ha. Được, cô miễn phí gửi cho em. Em chạy xe hả? Nè cho chị gửi cái bịch nè. Có cái bịch kìa, để vô cho dễ chạy xe. Tại mấy em nãy thì ở gần ở đây chị không có để bịch. Rồi chị về cẩn thận nha. Cô ngon ngà để đầy đủ hết nha. Mấy em vừa đi học ra và có xúc xích chứ chưa. Chả viên rồi ăn được con biết thích cả chị. Rất là ngon. Giỏi. Đã xúc xích rồi chị. Chị đang chiên xúc xích. Hai chị em sợ chiên không kịp với cô chú. Mẹ ở trong cũng có chiên tiếp một phần nữa. Nay mình vừa chiên vừa tặng nó nóng nó ngon. Chuột kìa. Bye bye. Còn mới bay kìa. Nãy em quên lấy cái khăn kìa. Để không có gì lau tay. Phải chờ tới để chút đi nha bà Khía. Bà Khía. Bà Khía học lớp mấy rồi bà Khía? Cô giáo. Cô giáo hả? Bà Khía có để hai cái này không? Không ha, không để nào hết. Để đi ăn không? À, cái đó được rồi đó chị, cái đó. Cái này được không? Để cho thấm dầu chứ. Rồi, để cho bà khén nha. Giỏi. Để đầy đủ nha Thịnh. Thịnh mới đi học về luôn. Rồi, được cô Mỹ Thí gửi cho em nha. Dạ, cảm ơn. Giỏi. Lại chị chút nhân. Quân đâu? Quân trong nhà hả? Tí kêu Quân ra. Quân đi học chưa về hả? Rồi, được cô Mỹ Thí gửi tặng cho em nha. Giỏi. Cô em để đầy đủ luôn hả Long? Có. Dạ. Để mẹ bò đi ăn cỏ, bò đi bánh trời. Để ăn cho bò cỏ được rồi. Lòng. Rồi. Mới đi đâm anh hả? Em tên gì? Em tên gì? Gu hả? Tên gì? Tên gì? Gu không? Gu. Giang Tắc Gu hả? Rồi đợi chị chút xíu nha. À, tên gì còn bò hả? Tên gì? Họ tên, họ tên gì? À, dạ, họ tên là Giang Tắc Gu. Giang Tắc Gu, đúng không? À. Nhu. Chuẩn bị đi ra bành tắm mưa luôn ha. Rồi, giờ cô Mỹ Thí gửi đặt cho em nhận viên lon nước ngọt nữa. Ôi, có lon nước rồi. Rồi, có rồi hả? Rồi. Rồi, để vô giùm em luôn chị. Này là mẹ chiên ở trong người chị Nhung mang ra. Thì chị lấy cái mâm này vô giùm em đi. Dạ, đổi mâm. Đổi mâm đi. Dạ.
Mẹ chi tiết hai chị em cho kịp. Dạ. Trời, để gì vậy? Đó, em để đầy đủ không? Em tên gì? Hôm nay học lớp mấy rồi? Trường khóa học 4. Nhà em ở Sóng Trơn hả? Bởi chị thấy lạ. Rồi, hôm nay được cô Mỹ Thí cái tặng nha. Uống Messi ha. Rồi, để cho em. Giỏi. Từ từ nha. Khánh. Đấy của Khánh liền. Khánh để cái gì? Khánh, để đầy đủ ha. Để cái này ha. Kìa, chú Hải chở mẹ xuống. Bữa nay không có xe đẩy hả chú? Dạ. Rồi, được cô gửi nha. Rồi. Dạ. Bữa nay nhiều lắm chú chở đông đông đi chú. Cô em để đầy đủ ha. Dạ, con bò đi đó. Dạ, nhiều nhiều đi nha chú. Rồi, được cô miễn phí gửi cho em nha. Em cảm ơn. Giỏi. Có em để đầy đủ ha con. Rồi để con miếng thứ để tặng em nha. Giỏi. Hết xúc xích nghiệp. Đây. Em để đầy đủ ha em. Có em là muốn ăn tại bàn thì ngồi ăn nha. Đợi em có chạy xe không? Không nè. Rồi, để cho được không biết để tặng cho. Giỏi. Vô ngồi bàn đi bạn. Đợi chút xíu đi. Giờ này các em cũng đi học về. Rồi, được không biết để tặng cho em. Giỏi. Rồi, được con đi thấy gửi tặng cho em nha. Giỏi. Cái gì đó xúc xích. Cô em có đi xe không? Chị để bịch chưa? Không hả? Rồi. Giỏi. Cẩn thận nha. Em không ăn hết. Không tin ớt. Rồi. Qua bạn ngồi ăn luôn đi. Ăn xong hả về? Cá tôm rồi chị. Cá tôm. Cá tôm thôi. Dạ. Chở chú, chở vô đây nè chú. Bảo không để tương ớt không? Rồi, được không ý thiết để cho Bảo nha. Đỏ chưa? Đỏ. Ừ, lấy cái nào? Lấy nào lấy đi. Ủa, hai em để đầy đủ nha. Tôi ngớ tôi xây luôn. Đấy, đầy đủ. Cô Mỹ Thí ra tặng cho em. Giỏi. Rồi em chạy xe qua đây nè. Chạy xe qua đây luôn nè. Vô qua đây ngồi nè. Đợi chị tí xíu, chị chiên nha. Đợi chị một chút. Đợi chị chiên cho nó nóng nè. Còn chả tôm. Để chút đi chị ấy cho. Của Quân đi học về kìa. Xúc xích này Quân ơi. Giỏi. Kìa ha, có kìa ha. Dạ. Dạ. Dạ chị. Rồi. Em mở không? Để đầy đủ hay chưa? Dạ, em mở đi nha.
Rồi được cô gửi cho em nha. Cảm ơn. Rồi. Các em ngồi ăn tại bàn luôn rồi. Thấy các em ăn ngon. Cô Mỹ Thúy cũng rất là thương các em nhỏ luôn cô chú, nên là muốn tặng cái món này nước nhỏ cho các em giỏi ăn thật là ngon miệng. Cô Mỹ Thúy tặng cho các em xúc xích với nước ngọt nha, để cho các em ăn có sức để học tập nha. Bảo ngon không Bảo? Giỏi. Cảm ơn cô Mỹ Thúy đi. Dạ, giỏi. Em lấy bọc không? Để vô bọc. Rồi, để cho em nha. Giỏi. Rồi, cho em bọc. Cây đỏ chị. Quân mới đi học về đúng không? Quân để đầy đủ hả Quân? Tôi nói tôi xay luôn ha. Rồi, được cô gửi cho Quân. Giỏi. Cho con ngay cái này hả cho. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi có liền một chút. Đây là em ở đây luôn nè. Hai em gái. Hai con gái. Nè 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 cho em nhỏ trước đi. Kìa, cho em coi. À đây, à đậu rồi, đang đậu rồi, đậu đây. Con gật đầu, cô gật đầu. Để lau nước ngọt cho con. Bên đây nè, bên đây nè. Rồi, để chị chúng đợi chị chút nha. À đây, à đây. Giỏi. Em mua mãi đó. Rồi, đợi chị chút. Ngon nước. Rồi, Hiển ngồi ghế đợi chị chút nha. Cho em này trước rồi tôi Hiển. Uống nước. Cảm ơn cô. Rồi, được cô gửi. Giỏi. Rồi, cho em thẳng. Rồi, em vô trong đây nè, đợi. Để mưa. Đợi vô trong đi em, mưa. Kìa, ngồi ghế đợi chị. Chút chút cho kìa ha. Hiện để hai bên luôn ha. Rồi, hai loại luôn. Xúc xích nữa. Có, xúc xích dưới đây nè. Chị họ để dưới cây xúc xích kìa. Hiển để cho bịch cho Hiển luôn nha. Để bỏ cái gà cho nước ngọt luôn. Như một lon nước ngọt được con Mỹ Thí à đây không này con Mỹ Thí gửi cho Hiển. Đây nè được cô gửi cho Hiển nha. Cảm ơn chị Hà. Giỏi nè, còn rớt một cái rồi cầm hai quay đúng rồi. Rồi về cẩn thận. Giỏi. Nè Hiển ngoan quá. Mà hỏi cô chai nước dùm luôn cảm ơn á. Cô em có chạy xe không? Chị để bịch cho. Cầm được ha. Rồi được cô gửi tặng cho em. Giỏi. Ăn giờ thấy thèm. Hôm nay trời mưa nguyên ngày luôn. Mưa tới chiều vẫn còn mưa, mưa lâm râm. Mới về hết ba. Qua được cô ghế rồi qua. Bé quá đi học về luôn. Rồi về cẩn thận nha, để mưa. Anh là chú chở xuống cần ngồi ăn rồi chú đợi. Chị để bịch của em chạy xe. Ngon
Được, cô gửi cho em nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi, dạ. À, được cô gửi cho em nha. Dạ. Về trước rồi đó. Rồi được cô Mỹ Thuyết gửi cho em nha. Giỏi. Dù trời mưa các em vẫn đến ủng hộ. Quấn nhiệt tình. Tôm á chị, hết tôm. Cái nào? Cái hai này đầy đủ ha. Mọi bổ phở. Dạ. Giặt đời. Rồi, để con để cho. Để vô họ bịch tương vô bịch. Cảm ơn hai con. Dạ. Dạ, bắt đầu mấy em xuống xuống rồi. Cái này được cô gửi tặng nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Giỏi. Quá giỏi luôn. Quá ăn ngon miệng luôn. Em ơi, em để hai này luôn ha. Để từng ớt tôi xay đầy đủ ha. Này em đâu? Em có rồi. Được cô gửi, cô Mỹ Thuyết gửi nha. Lấy bịch không? Để cô đưa bịch cho. Chú chở xuống kìa. Bữa nay chú không có chở xe đẩy xuống rồi cô chú. Chú chở từ từ còn xe Honda xuống. Kìa, để cái bịch này để chứ để cái bịch cho. Để dễ chạy xe đạp. Để giúp nha. Để giúp chút. Được không nè. Rồi. Tại cái bọc nó dính mới nó dính. À, nay được cô gửi tặng nha. Giỏi. Để hai tương đầy đủ ha. Tương ớt tương cây luôn. Dạ đúng rồi. Gần hết rồi. Đây được cô gửi á. Giỏi. À, để lên nước ngọt kìa. Dạ, chị gửi. Đây, gửi cho em nha. Giỏi. Chờ chị dập bọc, lấy dập bọc người bên kìa. Gì không? Gì lên, mất như vậy. Lên nhận. Gì không? Rồi, con lấy đi, lấy đi. Rồi, cô Mỹ Thúy gửi cho em nha. Rồi, ăn ngon miệng luôn. Về cẩn thận. Bỏ lại hết luôn đó. Hồi bắt cá hai bỏ lại hết luôn đó. Xuống không muốn về luôn rồi. Gặp bạn vui à. Rồi, được cô gửi cho em nha. Gửi cho em. Giỏi. Hôm nay được cô Mỹ Thúy gửi tặng 60 phần xúc xích với nước ngọt cho các em cô chú. Thì nãy giờ hai chị em gửi tặng còn bao nhiêu nữa hết rồi. Hôm nay trời cũng mưa lâm râm nên các em xuống từ từ. Hai chị em vừa chiên vừa tặng cũng còn bao nhiêu phần nữa là hết rồi. Tương còn ở trong. Dạch bọc giùm em. Còn hai chai ở trong.
Rồi, gửi tặng em luôn nha. Ngọc ăn xúc xích không? Nãy giờ đâu, không hay hả? Ở nhà không hay, mưa. Được cô gửi tặng nha. Giỏi, tầm 2 quà. Em tới luôn. Tới luôn. Thấy bọc giùm em đi. Với em tới rồi. Rồi, được cô gửi cho em nha. Đợi chị chút nha. Rồi, rồi cô qua Mỹ Phí gửi cho em. Giờ này để vô bọc cho mấy em sách về cho hai em để tương đầy đủ ha. Cái bọc nó dính cầm hai quai vũ mạnh rồi nó ra hết. Rồi con biết thấy gửi cho em nha. Cảm ơn chị. Giỏi. Gặp bạn luôn á. Các em giỏi lắm, ăn xong là để hộp trong thùng rác hả? Rồi cô biết thấy gửi cho em giỏi. Rồi các em về cẩn thận nha. Dạ. À, gửi cho em. Cô mới thấy gửi. Cô mới thấy gửi cho em nha. Giỏi. Lấy gì bây giờ thương đèn của con kia. Đợi chị một chút nha. Mới đi học về không hả? Chị lấy hộp gấp luôn đi cũng được. Rồi, tụi con biết gửi cho em. Tụi con không để tương ớt. Rồi, con để tương ớt cho. Rồi, gửi cho em luôn nha. Giỏi, ăn không miệng luôn. Thắt cơm. Em để tương ớt vào đầy đủ không? Ok, để con biết chú gửi cho em. Anh rồi, gửi cho em luôn. Chú xuống rước với em nhỏ gì vậy? Này được cô gửi nha. Giỏi. Còn mấy đứa nữa kìa. Dạ, dạ. Chiên kim đi kìa. Còn đúng rồi. Ừ, lại đúng. Đây. Giờ con Mỹ Thí gửi tặng cho em nha. Giỏi. Bây giờ còn ba em xuống sau luôn cô chú. Nên hai chị em cũng biết nhiều khi mấy em xuống nhiều quá. Dạ, nên chị là cũng gửi cho chú. Dư để tặng thêm cho các em cho nó dạng chút. Dạ chú, đợi con chút chú. Đây. Gửi cho chú một phần. Gửi cho em. Đợi con chút nha. Đợi con chút nha. Dạ chứ con nói gì đó. Con gửi cho chú một phần. Nãy giờ chạy lên nữa. Dạ. Còn nãy nữa rồi. Dạ. 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 Chú. Cái gì dạ. Chú gửi, giờ gửi cho các em. Rồi tới em liền luôn nè. Rồi tới em nè. Tại nãy giờ chú chạy lên rước lên rước xuống á. Rồi. Lấy đi. Lấy đâu nước ngọt đi. Nước ngọt của con đó. Chú mày lấy đi. Coi cho nè.
giỏi. Giỏi, quá giỏi luôn. Rồi, được con biết hết cả tặng cho con nha. Rồi, giỏi. Con cảm ơn. Giỏi. Bạn Nương cũng sợ mấy em xuống sau không có phần lắm nên Nương cũng mua dư quá một chút để gửi tặng cho các em, để các em xuống rồi về không có cũng thấy thương các em nữa. Các em để đầy đủ ha, cô gói từng xay luôn. Còn một phần gửi cho em nữa là hết luôn. Rồi, đây cô Mỹ Thúy gửi cho em nha. Nhà cẩn thận nha. Giỏi. Rồi hôm nay hai chị em gửi tặng 60 mấy phần nước ngọt với xúc xích cũng hết luôn rồi cô chú. Dạ, hôm nay thì hai chị em cũng rất là vui được thay mặt cho cô Mỹ Thúy là gửi tặng 60 mấy phần xúc xích và nước ngọt đến các em nhỏ. Dạ thì hôm nay các em rất là vui luôn khi được cô gửi tặng quà. Dạ thì con cũng cảm ơn tấm lòng của cô Mỹ Thúy rất là nhiều. Dạ cô Mỹ Thúy cũng muốn gửi tặng đến mẹ của Nương một món quà. Dạ thì cô cũng được biết là mẹ của Nương hàng tháng đi lãnh thuốc để uống cô chú, nên là cô cũng muốn gửi tặng mẹ một số tiền để cho mẹ lãnh thuốc uống hàng tháng. Dạ thì hôm nay Nương cũng thay mặt cô Mỹ Thúy gửi tặng mẹ số tiền 1 triệu nha, để cho mẹ lãnh thuốc uống hàng tháng. Cảm ơn cô. Chúc cô được nhiều sức khỏe luôn. Dạ thì con cũng cảm ơn tấm lòng của cô Mỹ Thúy rất là nhiều, đã quan tâm nghĩ đến mẹ để tặng mẹ một số tiền để lãnh thuốc hàng tháng. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ một lần nữa thì con cũng cảm ơn tấm lòng của cô đã gửi tặng cho các em nhỏ món ăn rất là ngon, các em cũng rất là thích luôn, và gửi tặng mẹ của con số tiền để mẹ lãnh thuốc uống hàng tháng. Thì con kính chúc gia đình của cô Mỹ Thúy có thật nhiều sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc, và luôn gặp nhiều may mắn nha cô. Và video của hai chị em đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào.